xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta có một thông tin rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan đến công ty đầu tư nổi tiếng fidelity đã đưa ra một cái bài nghiên cứu và bài nghiên cứu này kết luận là những nhà đầu tư cần phải suy nghĩ đến là đưa năm cái số lượng tiền đầu tư của mình vào trong thị trường khôi Và chúng ta sẽ nói chi tiết hơn cái bài nghiên cứu này cũng khá dài khoảng chừng là 29 trang tổng cộng Và chúng ta đương nhiên sẽ không nói về từng trang từng trang một và thường sẽ trích ra những phần nào mà thường cảm thấy là quan trọng mà bạn cần nên biết Và tại sao công ty Fidelity lại đưa ra kết luận là đưa 5 vào trong thị trường crypto, đương nhiên điều mà thường muốn nói với các bạn là đây chỉ là một cái lời kết luận của công ty Fidelity không có nghĩa là công ty Fidelity sẽ đưa 5% cái số tiền quản lý đầu tư của mình vào trong thị trường Bitcoin đây chỉ là một cái lời khuyến cáo cho những nhà đầu tư cần phải suy nghĩ đến những cái tài liệu được chia sẻ bởi công ty Fidelity mà thôi và công ty Fidelity này, các bạn nên biết là có rất nhiều tiền đang đầu tư với công ty này Tổng cộng cái số lượng tiền mà quản lý là đã lên tới 3,3 nghìn tỷ. Các bạn thấy được là 3,3 nghìn tỷ là còn nhiều hơn là tổng số vốn hóa của trường crypto bây giờ là gần như là 10 lần. Chúng ta thấy được nếu như chỉ cần là 10%. 10% của 3,3 nghìn tỷ này đưa vào trong thị trường Bitcoin thì như thế nào? Các bạn thấy được là 3,3 nghìn tỷ, 10% là 330 tỷ. Thì các bạn thấy được là Bitcoin tổng số vốn hóa bây giờ là chỉ có 211 tỷ mà thôi. Và tổng số vốn hóa của cả thị trường crypto chỉ có 369 tỷ. Các bạn thấy được là cái số tiền mà công ty Fidelity đang quản lý là gần như gấp 10 lần tổng số vốn hóa của cả thị trường crypto này. Chúng ta một lát nữa sẽ đi vào thêm chi tiết nhưng mà có một điều khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà các bạn nhìn vào giá cả của Bitcoin thì hôm nay lúc mà tôi làm video này là 11.436 thì các bạn có thể thấy được là 11.436 như bạn nghĩ là con số này thì được ra mà nói cũng không gì đặc biệt chúng ta thấy Bitcoin vẫn xoay quanh con số này trong vòng mấy ngày qua nhưng mà Bitcoin trong thời gian qua trong thời gian hơn 2 tháng qua đã là một điều mà trong lịch sử Bitcoin chưa hề làm các bạn có biết là Bitcoin giá cả đã làm điều gì hay không trong vòng hơn 2 tháng qua Thì nếu như các bạn nghĩ đến là giá của BTC trên 10.000 đô thì các bạn đã đoán đúng Chúng ta nhìn vào giá cả của BTC thì các bạn thấy được là trong vòng thời gian là 78 ngày qua Có nghĩa là các bạn thấy được là gần như là 3 tháng qua Thì trong vòng thời gian 78 ngày qua chúng ta đang nhìn vào biểu đồ đến ngày trên sàn Coinbase Thì các bạn thấy được là chưa có một ngày nào trong khoảng thời gian này mà bitcoin đóng lại, đóng lại dưới 10.000 đô. Thường không nói là bitcoin chưa hề xuống dưới 10.000 đô. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái quyết như những cái chân dài à, của những cái nến này thì các bạn thấy được là có một số nến, khoảng chừng là bốn nến. thì khi mà chúng ta nhìn vào bốn cái nến này, các bạn đã thấy được là giá của btc cũng đã xuống dưới 10.000 đô, nhưng mà đã nhanh chóng đẩy ngược trở lên các bạn thấy được là có rất nhiều người chờ đợi mua bitcoin dưới 10.000 đô cho nên đã nhanh chóng đẩy giá bitcoin trở lên và đóng lại là trên 10.000 đô có nghĩa là trong vòng 78 ngày qua chưa có một ngày nào bitcoin đóng lại nến ngày mà dưới 10.000 đô đây là thời gian dài nhất trong lịch sử của btc cho nên các bạn thấy được là tình hình của btc hiện đại chúng ta đã thấy bitcoin hiện bây giờ đã đi vào một cái thời kỳ mà hoàn toàn mới chúng ta chưa hề nhìn thấy thời kỳ này trước đây các bạn nhìn vào những cái đợt trước đây khi mà Bitcoin trên 10.000 đô thì như bạn có thể nhớ đến là lần gần đây nhất đó chính là năm 2019 năm ngoái các bạn thấy được là năm ngoái thì giá Bitcoin cũng đã xoay quanh cái mức 10.000 đô thời gian cũng khoảng chừng là 3 tháng nhưng mà các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào biểu đồ nánh ngày thì đã có rất là nhiều ngày trong cái khoảng thời gian này là Bitcoin đóng lại dưới 10.000 đô đây là một điều mà không có ở thời điểm hiện tại khi chúng ta nhìn vào trong vòng 78 ngày qua và chúng ta nhìn vào năm 2017 thì các bạn thấy được lại càng không có cái thời gian dài hơn Chúng ta thấy được năm 2017 Bitcoin khi mà qua khỏi à, cái mức là 10.000 đô Thì chỉ ở trong cái phạm vi là 10.000 đô chỉ có mấy ngày mà thôi Và sau đó các bạn thấy được là đã tăng vọt lên tới là gần như là 20.000 đô 19.900 đô ngày 17 Tây tháng 12 cái giá cao nhất trong lịch sử của BTC Và từ 10.000 đô lên tới gần như 20.000 đô chỉ có thời gian, các bạn thấy được là chỉ tốn thời gian là 18 ngày mà thôi Cho nên các bạn thấy được là nếu như Bitcoin muốn tăng Thực sự mình nói là không có mấy ai có thể cản được Bitcoin có thể tăng trong vòng 2 tuần Đi từ 10.000 lên tới 20.000 Điều này cũng đã từng xảy ra Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là Bitcoin đi xuống giá liên tục Và xuống giá rất là nhanh Cho đến khoảng chừng là cuối quý 1 của năm 2018 Thì Bitcoin đã xuống cái mức là khoảng chừng là 6-7.000 đô rồi thì các bạn thấy được là tình hình bây giờ rất là đặc biệt Tại vì Bitcoin đã giữ trên 10.000 đô trong thời gian dài nhất lịch sử là 78 ngày Thì có thể là nhiều bạn cũng muốn hỏi một câu là Bitcoin có chở xuống 10.000 đô nữa hay là không Thì đây là một điều mà nhiều bạn cũng muốn hay hỏi Thuận là dạo này Không thấy anh Thuận nói tới là Bitcoin sẽ không bao giờ dưới 10.000 đô nữa Tại vì đây là một trong những điều mà coi như là một cái điều mà làm cho nhiều người thường hay cười trong thị trường crypto này đó chính là mọi người đều nói tới bitcoin mỗi lần mà qua khỏi 10 000 đô thì lại có rất nhiều người nói là bitcoin sẽ không bao giờ xuống 10 000 đô nữa chúng ta sẽ không bao giờ thấy bitcoin xuống dưới 10 000 đô từ năm số còn bốn số nữa nhưng mà trên thực thật các bạn thấy được đã có rất nhiều lần bitcoin đã rớt xuống và đóng dưới 10 000 đô nhưng mà trong đợt này thì có thể đây là lần cuối cùng chúng ta thấy bitcoin với cái giá là dưới 10 000 đô các bạn nghĩ sao? thì comment ở phía dưới Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới cái thông tin Rất là mới ngày hôm nay, thông tin rất là quan trọng Đó chính là thông tin liên quan tới công ty Fidelity Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ, Tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem Là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này Hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì bạn đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan tới Fidelity nhưng mà trước hết như mà nào mà chưa theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì hãy có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là thông tin của công ty Facebook, Twitter và Telegram các bạn có thể bấm vào những cái link để mà theo dõi Thuận trên những mạng xã hội này thì nói tới Fidelity thì các bạn thấy được là công ty Fidelity có rất nhiều những cái chi nhánh, những cái công ty nhỏ phụ thuộc công ty chính và cái bài nghiên cứu mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái bài nghiên cứu được chia sẻ bởi Fidelity Digital Asset. Có nghĩa là cái chi nhánh của Fidelity mà chuyên về đầu tư vào tài sản điện tử. Thì các bạn thấy được là trong cái bài viết này nói tới cái tựa đề đó chính là cái vai trò của Bitcoin trong Alternative Investment thì Alternative Investment này đó chính là khi chúng ta nhìn vào Google thì các bạn có thể dịch là những cái sự đầu tư thay thế nhưng mà thực ra alternative này thì đối với thuận là một cách uh, hiểu dễ hơn là những cái sự lựa chọn khác không phải là những cái mảng đầu tư truyền thống và đầu tư truyền thống đó chính là đầu tư vào trái phiếu cổ phiếu thì cái chữ alternative này các bạn thấy là chúng ta cũng rất quen thuộc tại vì sao tại vì các bạn thấy là alternative là một trong những điều chúng ta nói tới hàng ngày chỉ là chúng ta không có viết ra nguyên một chữ mà thôi hay chúng ta hay gọi tới là all coin. thì all coin đó chính là gộp lại của chữ alternative coin có nghĩa là những cái sự lựa chọn khác không phải là bitcoin thì khi chúng ta nói tới alternative investment nghĩa là những cái sự đầu tư những sự lựa chọn khác mà không phải là những cái sự lựa chọn truyền thống như là trái phiếu hay là cổ phiếu thì đây là một cái bài viết mà chia la làm hai phần phần đầu tiên là công ty fidelity nói tới là tại sao mà một nhà đầu tư cần phải có một sự lựa chọn khác ngoại trừ trái phiếu và cổ phiếu và cái phần thứ nhì là công ty fidelity nói về là tại sao cái sự lựa chọn đó nên là Bitcoin thì khi mà nói tới những cái đầu tư mà không thuộc cái dạng là đầu tư truyền thống như là trái phiếu và cổ phiếu thì công ty Fidel thì đưa ra một số những cái ví dụ như là một nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể đầu tư vào những cái tài sản sưu tầm như là một nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể đầu tư vào tranh vẽ chẳng hạn hay là có thể đầu tư vào những cái quỹ đầu tư mạo hiểm hay là hedge fund hay là những đầu tư có thể đầu tư vào những cái loại tài sản thế chấp như là các bạn thấy được là có những cái mảng đầu tư à, như là đầu tư thế chấp bất động sản bất động sản dùng làm thế chấp sau đó là bán khi nhà đầu tư thì khi mà chúng ta nói tới cái mảng đầu tư không truyền thống này thì các bạn thấy là cái sự hứng thú càng ngày lại càng tăng lên nhất là sau mỗi lần mà có khủng hoảng tài chính xảy ra thì lại càng có cái số lượng tiền lớn đẩy vào cái thị trường alternative investment này và Bitcoin đã trở thành một phần của thị trường này và các bạn thấy là trong năm 2003 thì tổng số tiền ước tính nằm trong Ethereum Investment là 4,8 nghìn tỷ nghĩa là 6% năm 2018 thì đã tăng lên tới 12% nghĩa là 13,4 nghìn tỷ và cho đến năm 2025 như là trong vòng chỉ có 5 năm thì có thể tăng lên tới là 18-24% cái số lượng tiền của thị trường tài chính sẽ được đẩy vào cái mảng đầu tư alternative investment này và trong mảng đầu tư này các bạn thấy là có những sự lựa chọn không truyền thống và trong đó như thường đã nói là sẽ có bitcoin thì tại sao mà cái tương thú càng ngày càng tăng lên thì có rất nhiều lý do một trong những cái lý do là mỗi lần mà có khủng hoảng tài chính xảy ra thì sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư thức tỉnh khi mà các bạn tham gia vào đầu tư mà các bạn tham gia vào cái thời kỳ tốt thì các bạn sẽ cảm thấy là mình đầu tư rất đúng và mình rất là giỏi nhưng mà khi mà thị trường đảo chiều có một khủng hoảng tài chính xảy ra thì các bạn mới thấy được cái sự nguy hiểm của cái cách đầu tư mà dồn tiền vào một bảng đầu tư như là trái phiếu hay là cổ phiếu thì các bạn thấy là những nhà đầu tư sẽ thức tỉnh và sau đó họ sẽ học được một bài học đó chính là họ cần phải đa dạng hóa chương mục đầu tư của mình và mỗi lần mà khủng hoảng tài chính xảy ra thì mọi người cũng sẽ học bài học này cho nên càng ngày cái số lượng tiền đổ vào cái à, mảng đầu tư investment càng ngày càng nhiều hơn và cộng với đó nữa các bạn thấy được là đầu tư vào những cái mảng đầu tư như là trái phiếu thì với cái thời điểm hiện bây giờ mà cái phần trăm lãi suất rất là thấp thì cái tiền lời từ trái phiếu cũng thấp theo cho nên không có hứng thú đối với nhiều nhà đầu tư cho nên họ sẽ tìm tới những mảng đầu tư khác và một chuyến điều mà các bạn cần phải hiểu khi mà chúng ta nói tới investment chúng ta nói tới thị trường đầu tư truyền thống thì một trong những cái vấn đề rất là khó giải quyết trong thị trường đầu tư truyền thống đó chính là họ có quá nhiều tiền họ là ai họ là những cái nhà quản lý đầu tư những công ty như là fidelity những công ty mà quản lý những cái quỹ pension funds như là quản lý những cái quỹ đầu tư về hưu thì có thể các bạn nghe cảm thấy là không hiểu lắm tại sao mà họ có quá nhiều tiền mà không biết đầu tư ở đâu đầu tư thì đầy dẫy họ có thể là bỏ tiền vào cổ phiếu hoặc có thể là mua bất động sản hoặc thể là mua vàng vân vân cái vấn đề là những công ty này họ quản lý rất là nhiều tiền và họ đã đầu tư rất nhiều vào trong những cái mảng mà chúng ta mới vừa nói tới cổ phiếu trái phiếu bất động sản vàng cho nên họ lúc nào cũng muốn tìm một cái mảng đầu tư nào khác để mà đa dạng quá vì gì đầu tư tại vì họ không muốn để quá nhiều tiền trong một số mảng đầu tư nhỏ mà họ muốn để cái số tiền này vào nhiều loại đầu tư khác nhau và nhất là những loại đầu tư mà không có liên quan đến nhau đây là một trong những yếu tố rất quan trọng dẫn đến là tại sao mà công ty Fidelity lại ra kết luận là Bitcoin là một sự lựa chọn mà những nhà đầu tư cần phải quan tâm đến thì các bạn thấy được là chúng ta cũng đã biết cái điều mà tại sao mà bitcoin là một loại tài sản mà cần phải quan tâm đến. Những điều chúng ta cũng đã thường hay nói tới như là bitcoin là một cái loại tài sản mà chống lạm phát, nghĩa là không ai có thể in bitcoin được. Và thứ nhì nữa, các bạn thấy được là bitcoin là một cái loại tài sản mà không ai có thể uh, tịch thu được, một loại tài sản các bạn có thể dễ dàng di chuyển vân vân. Chúng ta thường hay nói tới những vấn đề này và nhất là trong cái tình hình mà các bạn thấy được là tiền thì cứ liên tục in ra, thì rất nhiều người đầu tư lo ngại về vấn đề lạm phát cho nên lưu trữ tiền mặt không phải là một sự lựa chọn cho những nhà đầu tư nhất là các bạn thấy được là những công ty đầu tư lớn thì họ không muốn lưu trữ nhiều tiền mặt tại vì họ lưu trữ càng lâu thì cơ hội tiền mất giá càng cao tại vì tiền thì cứ được in ra cho nên họ lúc nào cũng phải tìm kiếm những cái mảng đầu tư để mà đẩy tiền vào và điều quan trọng hơn hết đó chính là bitcoin là một mảng đầu tư mà trong thời gian dài hạn không có một cái dẫn chứng nào cho thấy được là đi theo một cái loại tài sản nào hết chúng ta sẽ nhìn vào thêm chi tiết một lát nữa thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ nhìn thêm vào những cái biểu đồ nhưng mà trước hết nói về con số thì các bạn thấy được đây là một cái tài liệu được thu thập bởi Morningstar thì đây là một tài liệu so sánh những cái loại tài sản khác nhau như là các bạn thấy được là Bitcoin, chứng khoán của Hoa Kỳ những loại chứng khoán công ty lớn, chứng khoán của Hoa Kỳ những chứng khoán công ty nhỏ, uh, high yield bond có nghĩa là những cái loại trái phiếu lợi nhuận cao, REIT có nghĩa là những cái quỹ đầu tư bất động sản vàng vân vân các bạn thấy được international stock có nghĩa là chứng khoán quốc tế thì khi mà chúng ta nhìn vào những con số này thì một cách hiểu đơn giản đó chính là con số này cho các bạn thấy được cái sự tương quan là bao nhiêu và đây là cái tài liệu thống kê từ tháng 1 năm 2015 cho đến tháng 9 năm 2020. Khi mà chúng ta nói tới cái chỉ số tương quan thì tương quan 1 trên một có nghĩa là các bạn thấy được là bitcoin bitcoin đương nhiên là một tại vì bitcoin với bitcoin thì tương quan tuyệt đối thì 1 trên một có nghĩa là một cái loại tài sản nào đó tăng một phần trăm thì cái loại tài sản kia cũng tăng một phần trăm ngược lại một loại tài sản nào đó xuống một phần trăm thì bên kia cũng đi xuống theo một phần trăm nhưng mà các bạn thấy được là bitcoin thì không có cái sự tương quan đó khi mà chúng ta so sánh với những loại tài sản lớn khác các bạn thấy được là trung bình thì bitcoin chỉ có cái sự tương quan là 0.11 mà thôi có nghĩa là cái sự tương quan này coi như rất là thấp thì những bạn nào mà đã xem video ngày hôm qua thường chia sẻ thì cũng đã nhớ là thường nói là Bitcoin bây giờ đang tương quan với thị trường tài chính của Hoa Kỳ tương quan với lại chỉ số S&P 500 thì tại sao hôm nay chúng ta lại nói là không tương quan Tại vì cùng đã nhớ là thường chia sẻ ngày hôm qua là chúng ta nhìn vào thời gian ngắn hạn, nhìn vào thời gian chỉ một năm qua mà thôi. Và nhất là chúng ta nhìn vào thời gian sau dịch bệnh xảy ra tháng 3 năm 2020 nhưng mà thường đã từng chia sẻ với các bạn rất nhiều lần. Đó chính là thời gian dài hạn thì Bitcoin không có cái sự tương quan cùng chiều hay là đảo chiều mật thiết gì đối với bất cứ một loại tài sản nào. Nghĩa là Bitcoin là một loại tài sản hoàn toàn riêng biệt. Những cái yếu tố dẫn đến Bitcoin tăng trưởng À, có thể là không ảnh hưởng đến những cái loại tài sản khác và ngược lại thì các bạn thấy được là một loại tài sản mà không có nhiều cái sự tương quan với những cái loại tài sản khác là vàng vàng các bạn thấy được là cái sự tương quan còn thấp hơn là bitcoin cho nên vàng thường là một cái loại tài sản mà nhiều người lưu trữ coi như là một loại tài sản lưu trữ an toàn bitcoin thì cái sự tương quan cao hơn một chút là 0.11 nhưng mà cũng cực kỳ thấp. 0.11 này không nói lên được gì, có nghĩa là Bitcoin coi như bây giờ là cũng không có sự tương quan nào đối với các tài sản khác trong thời dài hạn từ năm 2015 cho đến bây giờ. À, nhưng mà một điều đặc biệt hơn là khi chúng ta so sánh giữa Bitcoin và vàng thì cái sự tương quan cũng không có cao, có nghĩa là ngay cả giữa Bitcoin và vàng thì sự tương quan cũng không có cao. Cho nên nhiều người thì cho Bitcoin là vàng điện tử, nhưng mà cho đến ngày hôm nay cái xu hướng giá các BTC thì không cho thấy được là Bitcoin có bất cứ một cái sự tương quan nào mật thiết đối với vàng hết. Tương lai như thế nào chúng ta không biết nhưng mà trong vòng 5 năm qua thì đây không phải là một điều chúng ta chứng kiến. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nói lên thêm một số điều khi mình thấy được là đây là cái biểu đồ tương quan à cái đường mà màu xanh lá cây này đó chính là Bitcoin và vàng và cái đường mà màu cam này đó chính là Bitcoin và S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là trong thời gian dài hạn từ năm 2011 cho tới bây giờ Thì những cái đường màu xanh và màu cam này các bạn thấy được là cứ lên xuống liên tục Có nghĩa là có sự tương quan, có khi là tương quan âm, có khi là tương quan dương, có khi là đi cùng chiều, có khi là đi khác chiều Cho nên trong thời gian dài hạn Bitcoin trên căn bản là không đi theo vàng hay là không đi theo chứng khoán Bitcoin là hoàn toàn là đi theo con đường riêng Và đây là một yếu tố rất là quan trọng Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là khi mà những nhà đầu tư mà thường mới vừa nói tới họ muốn tìm một cái loại tài sản ở đó để mà đầu tư thì một những yếu tố rất quan trọng đó chính là cái loại tài sản này cần phải giúp đỡ họ đa dạng quá chưa một đầu tư có nghĩa là không đi theo xu hướng của những cái loại tài sản họ đang có như là vàng hay là bất động sản hay là chứng khoán hay là trái phiếu thì các bạn thấy được là tại sao mà một nhà đầu tư cần phải quan tâm đến bitcoin thì dựa theo lập luận của Fidelity thì các bạn thấy được là Bitcoin có bốn yếu tố rất là quan trọng yếu tố đầu tiên đó chính là cái sự nguy hiểm cũng như là cái sự lợi nhuận các bạn thấy được là như thường mới chỉ chia sẻ những cái yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung có thể là không ảnh hưởng đến Bitcoin và ngược lại và một điều quan trọng hơn hết nữa là các bạn thấy là Bitcoin là một cái loại tài sản mà Bitcoin có khả năng tăng 10 lần nhưng mà cũng có khả năng trở về số 0 các bạn thấy được là cả hai khả năng này đều có và đây là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái sự thu hút của thị trường bitcoin này điều đầu tiên điều thứ nhì các bạn thấy được là câu chuyện của bitcoin thì liên tục thay đổi có nghĩa là sao có nghĩa là à, các bạn thấy là bitcoin thì đối với nhiều người sẽ có ý nghĩa khác nhau các bạn hỏi Bitcoin là gì thì tùy theo các bạn hỏi ai Nếu như mà các bạn hỏi một người mà đang sống ở những nước như bị siêu lạm phát như là Venezuela Thì Bitcoin là một cái công cụ họ có thể dùng thay thế tiền Là một cái cách thanh toán họ có thể dùng trong cái tình hình mà họ không có cách nào để mà giải quyết hết Các bạn thấy được là những người ở Venezuela thì không còn tin tưởng vào cái số tiền mà in ra từ chính phủ nữa. Những nước bị siêu lạm phát như là Zimbabwe cũng vậy. Cho nên Bitcoin là một cái công cụ thanh toán rất là quan trọng trong đời sống của họ. Nhưng mà nếu các bạn hỏi một người khác thì họ có thể nói là Bitcoin là một cái công cụ đầu tư, công cụ đầu cơ họ mua lên giá cao bán. Và một người khác có thể nói là Bitcoin là một cái loại tài sản mà họ sẽ lưu trữ lâu dài như là vàng để mà họ lưu trữ liên tục chỉ khi nào cần thiết họ mới bán mà thôi chứ không phải là mua để đợi giá lên để mà bán cho nên các bạn thấy được là câu chuyện Bitcoin là gì thì liên tục được thay đổi và thôi thì tin tưởng là sớm hay là muộn Bitcoin cũng sẽ từ từ chuyển thành một cái công cụ đầu tư công cụ đầu cơ và sẽ chuyển từ từ qua trở thành một cái công cụ mà lưu trữ tài sản lâu dài điều này thường đã từng chia sẻ với các bạn điều thứ ba đó chính là liên quan đến cái điều rất là khác biệt giữa thị trường Bitcoin với những thị trường khác Đó chính là liên quan đến cái loại tài sản mà là Bitcoin này Thì Bitcoin là một loại tài sản mà rất là đa dạng về người đầu tư Các bạn thấy được là các bạn có những nhà đầu tư riêng lẻ, nhờ thuận mà các bạn đầu tư Các bạn cũng có những cái doanh nghiệp mua Bitcoin để mà lưu trữ Như các bạn thấy là chúng ta nói tới gần đây như là công ty Square của Jack Dorsey Hay là công ty MicroStrategy mua Bitcoin để mà lưu trữ và hàng loạt những công ty khác hay là các bạn cũng có những cái quỹ đầu tư lớn tham gia vào mua Bitcoin để mà đầu tư lưu trữ trong cái chương mục đầu tư của họ cho nên các bạn thấy được là Bitcoin là một cái loại đầu tư mà rất là đa dạng về người có thể tham gia vào và điều thứ tư cũng liên quan đến điều thứ ba đó chính là Bitcoin là một trong những cái loại đầu tư có thể nói là đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta biết đến là bất cứ ai cũng có thể tham gia được những nhà đầu tư riêng lẻ tham gia rất là nhiều như thường mà các bạn có thể thấy được là thôi con hoa kỳ các bạn ở việt nam thì có bạn ở nhật bản có bạn ở hàn quốc có bạn ở châu phi bất cứ các bạn ở đâu các bạn cũng có thể tham gia vào thị trường Bitcoin cũng có thể mua và lưu trữ điều này không có đúng khi chúng ta nói tới vàng các bạn thấy được là vàng không dễ để mà mua không dễ để mà lưu trữ nhất là chúng ta nói tới lưu trữ số lượng lớn thực sự là không có dễ và di chuyển thì lại càng khó hơn các bạn thấy được là thường có thể mua Bitcoin có thể gửi cho bất cứ ai ở bất cứ nơi nào mà không có bị vấn đề gì hết và phí cũng rất là thấp và rất là dễ dàng để mà lưu trữ cho nên các bạn thấy được là những cái yếu tố này dẫn đến là rất nhiều người đầu tư riêng lẻ tham gia vào thị trường Bitcoin và đây là một cái thị trường có thể nói là có rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ hơn là những thị trường khác. Những thị trường như là vàng các bạn thấy là phần lớn cũng là những công ty lớn đầu tư mà thôi và thậm chí chúng ta nhìn vào cổ phiếu trái phiếu thì cũng là một số những công ty lớn lưu trữ số lượng lớn những nhà đầu tư riêng lẻ thực sự mà nói là không lưu trữ số lượng nhiều như các bạn tưởng tượng tuy là ở Hoa Kỳ đầu tư vào chứng khoán là một điều cũng rất bình thường nhưng mà cái số lượng người mà đầu tư vào chứng khoán cộng với lại cái số tài sản mà của những nhà đầu tư riêng lẻ trong cái thị trường chứng khoán so với những gì mà công ty đầu tư thì thực sự là một trời một vật Bitcoin không phải như vậy kế tiếp thì chúng ta thấy được một dẫn chứng khác nữa là chứng minh được là trong thị trường này có rất nhiều nhà đầu tư riêng lẻ đó chính là cái số lượng ví Bitcoin mà dưới 10 Bitcoin cứ tăng trưởng năm này qua năm nọ và cứ tăng trưởng và tăng tưởng có nghĩa là càng ngày lại càng có nhiều người mở ví và lưu trữ số lượng nhỏ Bitcoin cho các bạn thấy được là cái số lượng người mà tham gia vào chuyện Bitcoin này là những nhà đầu tư riêng lẻ rất là nhiều Kế tiếp thì chúng ta thấy được là ba lý do mà tại sao mà công ty Fidelity lại nói là Bitcoin là sự lựa chọn tốt ngoại trừ bốn cái yếu tố chúng ta mới vừa nói tới thì có ba cái điều mà Fidelity nói là chúng ta cần phải nên quan tâm đến đầu tư vào Bitcoin. Điều đầu tiên đó chính là cái tính thanh khoản. Có thể là chúng ta nhìn vào vốn hóa Bitcoin thì không có nhiều. Các bạn thấy được là chỉ có hai trăm mấy tỷ mà thôi. Nhưng mà cái tính thanh khoản thì không có thấp. Các bạn có thể thấy được là mua bán Bitcoin rất là dễ và rất là nhanh. Thị trường này có tính thanh khoản cũng rất là cao và giao dịch 24 trên 24 à, Thứ nhì nữa là các bạn có thể dễ dàng tiếp cận Các bạn có thể thấy được là như thông mới vừa chia sẻ ai ở đâu, ở bất cứ nước nào miễn là các bạn à, có chương mục miễn là các bạn có thể tạo ví được thì các bạn có thể mua được Bitcoin và cuối cùng là cái phí thấp thì các bạn thấy, thấy được là khi mà mua Bitcoin thì cái phí sẽ rất là thấp À, so với lại các bạn mua những loại tài sản khác và thậm chí những loại tài sản như là vàng thì bạn lại phải kiếm nơi để mà lưu trữ lo đến một số việc là sợ ăn cắp vân vân cho nên cái phí của bitcoin so với những loại tài sản khác thì cũng thấp hơn nhiều và chúng ta nhìn vào cái điều quan trọng nhất mà công ty phải đeo để chia sẻ đó chính là nhìn vào những cái chương mục đầu tư có bitcoin và không có bitcoin thì khác nhau như thế nào từ tháng 1 năm 2015 cho đến tháng 9 năm 2020 thì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào cái chương mục đầu tiên là 60% là đầu tư vào cổ phiếu, 4% là đầu tư vào trái phiếu của Hoa Kỳ và không có đầu tư vào Bitcoin thì trong vòng 5 năm qua trung bình mỗi năm là lợi nhuận là khoảng 6,83% thì coi như cũng là trung bình, cho thấy được trung bình 6,8% thì coi như cũng là rất tốt hàng năm. Nhưng mà nếu như mà cũng một chương mục đó trích ra một phần để mà đầu tư vào Bitcoin chỉ 1%, đầu tư Bitcoin mà thôi thì có thể tăng lợi nhuận lên tới gần 8% Và nếu như mà đầu tư 2% vào trong Bitcoin cũng là một chương mục đó thì trong vòng thời gian tương tự trong vòng 5 năm qua thì đã lời tới 9,11% mỗi một năm Các bạn thấy được là cái số lượng tiền đã từ từ tăng lên và các bạn thấy được là cái ví dụ thứ tư đó chính là nếu như trích ra 3% thôi chỉ 3% đầu tư vào Bitcoin trong vòng 5 năm qua thì tiền lợi nhuận hàng năm phần trăm đã lên tới 10,24 các bạn thấy được là 10,24% hàng năm so với lại 6,83% hàng năm trong vòng năm năm qua là con số rất là nhiều cho nên đây là một dẫn chứng rất là tốt cho các bạn thấy được là các bạn có thể là bỏ 1, 2, 3, 4, 5 phần trăm chuyên mua đầu tư của mình vào trong Bitcoin mà có thể là đẩy lợi nhuận của cả cái chuyên mua đầu tư của mình lên rất là nhiều. Nếu như mà các bạn đoán sai thì bằng một chỉ mức là cái phần trăm 2, 3, 4, 5 phần trăm đó mà thôi Nhưng mà nếu như các bạn đoán đúng thì các bạn có thể thấy được là lợi nhuận rất là cao Và trong vòng 5 năm qua mặc dù là Bitcoin đã tăng lên rất là cao năm 2017 Rồi lại xuống rất là thấp xuống tới còn 3.000 đô năm 2018 Rồi bây giờ lại xoay quanh mức là 10.000 đô Nhưng mà các bạn đầu tư Bitcoin trong vòng 5 năm qua thì vẫn còn có lời và có lời rất là nhiều Và chúng ta thấy được là kết luận của đi là gì? Kết luận của Fidelity là những nhà đầu tư cần phải suy nghĩ đến là để riêng ra 5% chương mục đầu tư của mình để mà đầu tư vào thị trường Bitcoin này để mà đa dạng hóa chương mục đầu tư Vì sao? Vì những lý do mà chúng ta mới vừa nói tới Thì đây là những cái tài liệu được chia sẻ bởi Fidelity mà Thượng muốn chia sẻ vào trong cái video ngày hôm nay Các bạn thấy được đây là một cái thông tin mà Thượng cảm thấy rất là quan trọng tại vì công ty Fidelity là một công ty mà rất nhiều người tin tưởng và cái tài liệu này tuy không phải là cái tài liệu đầu tiên mà công ty Fidelity đưa ra về Bitcoin nhưng mà đây là tài liệu mới nhất và khi mà chúng ta nhìn vào tình hiện tại thì nhiều khi thuận cứ suy nghĩ là bây giờ Bitcoin là 11.428 các bạn thấy được là nếu nói Bitcoin phá 12.000 đô thì có thể là trong vòng vài tiếng đồng hồ nếu Bitcoin muốn phá thì sẽ phá rất là nhanh và sau 12.000 đô thì là gì? Sau 12.000 đô thì là 13.800 đô nghĩa là cái đỉnh cao của năm 2019 và nếu như Bitcoin muốn đi từ 11.400 đô lên tới 13.800 đô mà nếu như mà thật sự tăng trưởng các bạn thấy được trong vòng chỉ có 1-2 ngày là có thể lên tới con số đó và từ 13.800 đô lên tới 20.000 thì các bạn thấy được là hầu như là không còn một cái dùng cản trở nào hết khi chúng ta nhìn vào biểu đồ của Bitcoin thì điều mà tôi muốn nói với các bạn là các bạn có nghĩ là chúng ta có thể thấy được Bitcoin lên tới 20.000 đô từ đây đến cuối năm hay là không. Tại vì mình thấy được chỉ cần phá 13.800 đô thôi thì cái cơ hội là rất là cao. Các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới. Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào thì hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin như là liên quan đến những cái ưu đãi của những cái sàn như là sàn NAPX, sàn Binance các bạn có thể tham gia để mà nhận những tín hiệu trade miễn phí hay là nhận cái phần trăm giảm phí giao dịch 20% mãi mãi. Các bạn hãy bấm vào cái link để tìm hiểu thêm. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.